Một tin vui đến với các bậc phụ huynh, các anh chị em khối văn phòng hay là các bạn sinh viên á, đang có nhu cầu tìm mua một chiếc máy giá rẻ. Tuy nhiên là điều mọi người rất là e dè đó là khi mà chúng ta mua những chiếc máy cũ như thế này thì liệu nó có bền không, nó đã có qua sửa chữa gì chưa, hay là chiếc máy nó có nguyên zin hay không. Rất là nhiều cái câu hỏi và nhiều cái lý do mà người ta rất là e dè khi chọn mua những chiếc máy này. Trong cái trải nghiệm này thì chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc laptop cao cấp xách tay ở nước ngoài về. Đây là dòng laptop cũ được thanh lý ở các doanh nghiệp nước ngoài, chỉ với năm cũ hơn thôi. Mình mua chiếc máy này xài văn phòng cực kỳ đã, giải trí, học hành, chơi game cũng rất là ok. Đây là dòng Lenovo ThinkPad X280. Chiếc máy được trang bị cấu hình cũng khá là ổn để chúng ta xài văn phòng và xử lý đa nhiệm nha mọi người. Core i5-8250U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình 12.5 inch. Rất tiếc là chiếc máy này độ phân giải chỉ HD thôi, nhưng mà màn hình cũng không đến nỗi, nhìn cũng khá là sắc nét. Trước khi mà đi trải nghiệm chi tiết chiếc máy này thì mình cũng nói thêm một số thông tin về hãng Lenovo để mọi người hiểu, do là có nhiều anh chị cũng không có rành về máy tính. Khi mà nhắc đến Lenovo thì mọi người sẽ nghĩ ngay đây là một cái hãng laptop của Trung Quốc, cho nên là rất là không có bền, chắc là mau hư lắm. Đại khái là như vậy. Tuy nhiên là nếu mà những ai xài sành sỏi về máy tính hay là những anh em mà bên kỹ thuật á, thì không còn quá xa lạ với dòng ThinkPad. Quay về lịch sử một xíu, tại vì mình cũng nói rất là nhiều nhưng mà cũng có nhiều anh chị chưa có xem được cái video của mình á, nên là mọi người chưa có hiểu. Năm 2005 á, thì một hãng máy tính của Lenovo đã mua lại một mảng máy tính của IBM. IBM được coi là một nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới, kể cả là đứng trên cả Dell và HP nha mọi người. Lịch sử hình thành và phát triển cũng đã cả trăm năm hơn á. Bỗng chốc thì Lenovo trở thành một ông lớn trong ngành sản xuất máy tính. Nhiều năm liền sau đó thì Lenovo đã bán với một cái doanh số rất là khủng, đứng đầu thế giới. Điển hình ở năm 2023 vừa rồi, theo thống kê thì dòng gaming của Lenovo đã đứng đầu thị trường Việt Nam mình nha mọi người, vượt qua được Acer Nitro. Hiện tại thì với dòng các dòng sản phẩm của Lenovo thì có 3 dòng sản phẩm chính, thực ra là nó có tới 4 lần. Mình sẽ liệt kê, mình điểm qua. Nói về các dòng laptop thời trang văn phòng thì chúng ta có Lenovo IdeaPad, thiết kế rất là mỏng nhẹ, thời trang, giá tầm trung. Nói về dòng gaming, chúng ta có dòng Lenovo Legion, như mình cũng nói là dòng gaming á, hiện nay là đứng đầu đó mọi người. Và dòng đây là dòng mà mình đang nói là dòng ThinkPad. Tuy nhiên trong cái dòng ThinkPad này á, cũng được phân ra rất là nhiều dòng con bên trong. Ví dụ như là dòng T nè, dòng X nè, đây là dòng X nè mọi người. Dòng X1 Carbon nè, dòng E nè. Nói chung là nó có rất là nhiều bên trong, và đặc biệt là dòng Workstation, hay gọi là dòng máy trạm dành cho kỹ sư và kiến trúc sư đó. Tuy nhiên là trong cái trải nghiệm này thì chúng ta đi trải nghiệm một dòng X nha mọi người. Ngân sách chỉ loanh quanh năm cũ thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của nó. Nói về ưu điểm đầu tiên, chúng ta phải kể đến bàn phím. Bàn phím của Lenovo ThinkPad là số 1. Độ nảy rất là cao, gõ rất là sướng tay luôn. Ai đã từng mà xài những dòng máy này, hay là các anh chị em mà làm khối văn phòng hay các công ty nước ngoài á, hầu như là các công ty trang bị dòng này không à. Nhiều người cũng hỏi là tại sao có thể là không có thấy bán ở thị trường Việt Nam. Tại vì cái nguồn ngân sách của Việt Nam mình á, các người dùng á, tầm khoảng mười mấy triệu trở xuống thôi. Còn với những dòng laptop này nó mắc tiền lắm mọi người, tới mấy chục cũ lận. Cho nên là những năm gần đây người dùng Việt Nam ta có cơ hội và sở hữu những cái dòng laptop cũ xách tay ở nước ngoài về. Một cái ưu điểm kế tiếp đó chính là chiếc máy được thiết kế bằng vỏ carbon fiber rất là chắc chắn mọi người. Mọi người biết là carbon fiber thì được thiết kế trên những dòng xe cao cấp hay là những máy bay rồi đó. Cho nên là độ bền là theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ luôn đó, rất là bền. Tuy nhiên là trong cái ưu điểm thì nó sẽ là một cái nhược điểm, đó chính là chiếc máy này nó không có đa dạng về màu sắc. Anh em kỹ thuật thường bảo đây là cục than đen, bảo cục than đen mọi người. Thì dòng ThinkPad nó sẽ có đặc trưng là chữ ThinkPad ở ngoài đây nè. Đèn nó cháy sáng lên, trước đây nó để sẽ là IBM.
sau này thì Lenovo đã mua lại, cho nên là nó chỉ để chữ ThinkPad thôi. Mặt trong và mặt ngoài nó sẽ có chữ ThinkPad này, nhìn rất là sang trọng nha. Cho nên là nó chỉ có một màu sắc thôi. Lenovo có thể có rất là nhiều màu sắc, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng, màu gì không biết, nhưng mà có chữ ThinkPad thì được thiết kế màu đen, người ta gọi là cục than đen mọi người. Đó, đây là cái ưu điểm, nhưng mà nó cũng là nhược điểm. Lý do là đó, lý do mà những anh chị em mà lứa tuổi trung niên đó, người ta rất là thích xài, nhưng mà các bạn trẻ thì không thích. Những người nào mà nam tính, ví dụ nữ mà nam tính lắm thì mới mua mấy cái dòng này nha mọi người. Mình nhìn thấy rất là đẹp mà. Ưu điểm kế tiếp là vì thiết kế bằng vỏ carbon cho nên là cân nặng của chiếc máy này chỉ có khoảng 1,1 kg thôi mọi người, khoảng 1,1 kg thôi. Và cổng kết nối vẫn còn đầy đủ để chúng ta giao tiếp với lại thiết bị ngoại vi bên ngoài nè. Sử dụng cổng sạc Type-C nè mọi người, những dòng mà cao cấp thì sẽ được sạc Type-C. Chiếc máy này thì hình thức mình thấy cũng còn tạm ổn, nhưng mà đảm bảo bao cho mọi người nguyên zin 100% nha. Một tí nữa mình sẽ tháo ra bên trong. Về nhược điểm của dòng máy này thì không có được trang bị, nghĩa là do cái option chiếc máy mà mình đang làm trải nghiệm thôi, không được trang bị cái tấm màn Full HD. Nhưng mà mình thấy thì với cái tấm màn này thì màu sắc cũng không đến nỗi tội, không đến nỗi mà tệ lắm. Nếu mà mọi người nghĩ đây là chiếc máy mà ngân sách nó rẻ như thế này, khoảng 5 củ thì mọi người cũng thông cảm được. Bàn phím cũng không có đèn mọi người, bàn phím cũng không có đèn. Nếu mà ai bỏ qua những cái chi tiết này thì cũng tạm chấp nhận được. Và đây là chiếc máy hiệu năng tính bền bỉ rất là cao. Mình đi check thông tin của chiếc máy này luôn nha mọi người, và cho mọi người xem cái cấu hình luôn. Chỉ với 5 củ thôi. Hôm qua thì mình cũng làm một cái video trải nghiệm dòng X390 thì mình cũng bán được hai đơn rồi mọi người, hai đơn rồi mới lên hồi tối qua. Bây giờ mình check thông tin luôn. Check nè. Bảo hành Lenovo. Tương tự thì các bạn cũng có thể ví dụ check bảo hành của Dell, kiểm tra bảo hành của Dell, hay là kiểm tra bảo hành của HP, kiểm tra bảo hành của Acer. Giống nhau y chang mọi người. Thì câu lệnh này mình sẽ ghim lên màn hình nha. Một tí nữa mình sẽ tháo ra bên trong cho mọi người trải nghiệm luôn. Sau khi mình submit thì chúng ta thấy là nó ra thông tin của chiếc máy nè mọi người. X280 nè. Warranty Status, Out of Warranty, nghĩa là chiếc máy này hết hạn bảo hành rồi. Kích hoạt tháng 1 năm 2019 mọi người. Chiếc máy này chắc chắn là hết hạn bảo hành rồi. Ship to location là Singapore. Chiếc máy này được bán và tiêu thụ ở thị trường Singapore nha mọi người. Và Singapore là cũng là một cái đất nước mà đòi hỏi rất là cao. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm một số cái tính năng văn phòng để cho mọi người thấy là chiếc máy này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không nha mọi người. Và cái đặc trưng là mọi người thấy dòng ThinkPad thì cái con chuột nằm ngay giữa nè, người ta hỏi cái này là cái gì, nó là con chuột đó mọi người. Con chuột đó, nó là cái carbon đó, con chuột đó. Tại vì ở Việt Nam chúng ta thì thường chúng ta xài, chúng ta sẽ rê chuột như thế này nè. Đó, chúng ta rê, chúng ta lít vậy nè, lít vậy nè. Còn người châu Âu ở nước ngoài thì người ta xài do cái tay của người ta lớn đó mọi người. Tại vì mình đã từng support cho các bạn nước ngoài rất là nhiều. Làm IT 12 năm hơn, mình mới ra mình mở công ty riêng mà. Thì mình rê như thế này nè. Đó, tay họ rất là to. Họ rê nè, lít. Thì ở đây là chuột trái chuột phải đó mọi người. Chuột trái chuột phải đó. Đó. Bây giờ mình mở lên. Xử lý nhanh nhạy nha mọi người. Học hành giải trí đâu rất là ok luôn á. Chỉ với 5 củ thôi. Hiện tại thì rõ ràng là máy tính rất là rẻ. Rất là rẻ mọi người. Đây mình mở một cái bài gì lên. Đây. Mình đọc lại cái cấu hình cụ thể của chiếc máy này nha mọi người. Đây là dòng Lenovo ThinkPad X280 nè. Core i5 8250U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình 12.5 inch, độ phân giải HD, cân nặng chiếc máy này tầm khoảng 1,1 kg. Đó, âm thanh nghe rất là to, nguyên zin 100% nha mọi người. Bây giờ cái mà mọi người sẽ quan tâm là bên trong của chiếc máy này được thiết kế ra làm sao và nó có nguyên zin hay không. Thì sẵn mình hướng dẫn cho mọi người luôn. Số serial number nè, tem Windows bản quyền còn đầy đủ nè mọi người. Còn khá là mới, nhưng mà đảm bảo cho mọi người nguyên zin nha. Tại vì mình bán mình sẽ bảo hành phần cứng là 6 đến 12 tháng.
phần mềm vệ sinh máy sẽ được hỗ trợ trọn đời. Đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên hay là khách cũ thì sẽ được sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí, lâu lâu ghé vệ sinh cài đặt. Đó, đây là những cái dịch vụ mà được rất là nhiều người yêu thích. Ngoài ra thì nó có thêm một cái chi tiết nữa là rất là nhiều anh chị hỏi là ở tỉnh mua như vậy thì lỡ như máy nó có hư thì làm sao? Thực ra thì chúng ta mua ở đâu cũng vậy hết mọi người. Khi mà máy nó bị hư thì những cái trung tâm bảo hành hay là những trung tâm mà sửa chữa lớn nó đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Buộc lòng chúng ta đi chịu khó chúng ta ra bưu điện một xíu thôi. Cho nên là chúng ta mua ở một cái cửa hàng kế bên mình, nhưng mà mặc dù là kế bên, nhưng mà khi máy bị hư phần cứng thì buộc thì bên đó cũng nhận máy và chuyển vào các thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thôi. Còn các máy mà mình cửa hàng bán ra, miễn mà còn lên được là các bạn kỹ thuật sẽ kết nối từ xa, cài phần mềm, cài máy in hay là cài game, cài bất cứ cái gì theo yêu cầu của mình. Đây là cái dịch vụ rất là ok luôn. Ok, bây giờ bên trong của chiếc Lenovo ThinkPad X280 nè mọi người, hai cái loa hai bên. Cục pin này tận 48 Wh, khá là lớn, khá là nhiều nha. Xài văn phòng chắc phải 4-5 tiếng hơn. Quạt tản nhiệt nè mọi người, quạt tản nhiệt nè. SSD 256 nè, cạc wifi nè. Đó, đây là cái chỗ chúng ta gắn cạc WAN nè mọi người, để chúng ta gắn sim á, gắn sim 4G á. Quay một vòng cho mọi người xem. Và một cái điều mà mọi người sẽ thấy thắc mắc là sao chiếc máy này không thấy RAM. Bình thường mình nói RAM, những dòng cao cấp và thiết kế nhỏ của tất cả các dòng laptop đều RAM on board mọi người, nghĩa là đóng trên main. On nghĩa là trên á, board nghĩa là cái board mạch, nghĩa là nó đóng hàng kết lên luôn. Cho nên là chúng ta không có nâng cấp được. Tuy nhiên chiếc máy này ngân sách loanh quanh tầm 5 cũ, mình mua mình xài 8GB. Thì văn phòng rất là ổn rồi, xử lý lướt nhiều web, nhiều tab, mở nhiều trình duyệt hay là mở nhiều ứng dụng một lúc thì cũng không đến nổi. Ổ cứng này thì chúng ta có thể chúng ta nâng cấp thoải mái nè, 256 mà 512 hay 1T đó, nhưng mà 256 là mình đã quá dư rồi. Mong là mọi người sẽ mua được một chiếc máy cho con em cũng như là xài văn phòng. Đây là chiếc máy rất là rẻ mọi người, chỉ với 5 cũ ở thời điểm hiện tại thôi. Xài văn phòng, bỏ cốp xe, di chuyển gặp khách hàng rất là ok. Và một điều đặc biệt là rất là bền bỉ, vì đây là dòng laptop được mệnh danh là nồi đồng cối đá nha. Lenovo ThinkPad X280. Bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần mình tư vấn có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin. Mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Mọi người nhớ là tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Bye bye mọi người.